ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau inbox hộp mù nha mọi người. Đây, trời ơi, một cái hộp siêu to, khổng lồ, siêu xịn luôn cái ơi. Hư bạn? À không không. À hư hả? Hư á, cái này đắt tiền các bạn. Ờ, có đâu, có đâu. Nghe đắt tiền vậy ta. Hộp này tự nhiên nó rớt nó trời xuống vậy. Gì đây? Cái này là người ta thường mua bé ba hay là anh ba đúng không? Sao toàn con trai không vậy? Cái gì mà anh ba? Ờ, cái này là con trai. Ừ, mình gọi cái này là hộp anh ba đi các bạn. Ai đây? À, tiền nhiêu? Này tôi nhớ tiền không? Rồi tôi giữ mà ta. Này lại cay á, cay. Cái tiền này là Phong mượn của cay. Đúng rồi, cái này Phong mượn của cay. Chưa. Cái hộp này đắt tiền lắm, làm gì có tiền cay mượn. Phong là kiểu Phong tôn trọng nóc nhà nên là Phong mượn tiền của cay thôi. Cái gì mà mượn tiền cay lại vậy? Ủa, hôm bữa tôi cho ông mượn tiền mà đưa ông tiêu hết cái này nha. Alo. Ủa, bảo là mượn tiền để mua đồ, vậy là cá nhân mà sao mua mấy cái hộp cá nhân to vậy? Cái ơi, hình như là Cai mượn tiền của bạn Cai. Đúng rồi, Phong mượn tiền của Cai, Cai mượn tiền của bạn Cai. Đúng rồi. Bạn Cai mượn tiền của mẹ Cai, mẹ Cai mượn tiền của ông nội Cai đó. Nói chung là vòng vòng vậy đó. Nói chung là vậy đó. Không có mà. Cai bị. Bởi vì là ngày hôm nay tôi sẽ là nhân vật chính cho nên là tôi sẽ ngồi ở đây để inbox cho các bạn coi. Còn nhân vật phụ ngồi đằng sau các bạn hiểu không? Xin lỗi. Inbox là có quà nha mọi người. Mọi người hãy chọn nguyện vọng của mọi người ở trên đây. Rồi, đẹp quá, đẹp quá. Đây, xin hiểu mọi người. Ở trên đây chúng ta sẽ có tất cả những con nguyện vọng trên đây đó. Bạn thấy rất là đẹp luôn. Anh ba hả? Thì ở trên đây là tôi thấy là có mấy con màu xanh, xin chọn màu xanh hả? Chắc chắn rồi, là con ma cà rồng này nhìn ngầu nè. Ác quỷ đúng không? Mình cũng muốn chọn ma cà rồng. Ma cà rồng mà thôi, ai chờ người đó chờ coi. Bây giờ ai mở được của người đó vậy đi. Rồi, có ai không? Có con cáo này giống con đậu thúi nè, ok, đây đi. Rồi, ok, nói chung là mọi người ai cũng đã chọn gọi là nguyện vọng rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mở. Đúng rồi, Phong ơi. Đúng rồi, phải như vậy Phong ơi. Ôi, tôi hấp tấp lắm các bạn. Tôi cần tôi bên trong có gì các bạn hiểu không? Đúng rồi, Phong ơi, đúng rồi. Đây là xé hộp chứ đâu mà đập hộp đâu. Ok, đúng là nhà giàu chơi. Bây giờ mình mở cái hộp xong mình cho nó thấy này nè. Đây, từ từ. Ê, đây là có thể là cái kéo. Cho tôi cái kéo đi. Xé cái hộp. Không có xé bạn. Cái hộp này đắt tiền phải để dành cho ai xé. Rồi, mình mở cái hộp chó đẹp nè. Rớt ngón tay. Gì vậy trời, đây. Xé đại đi. Rồi, ok, xong rồi đấy bạn. Đây, thì ở trong đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta có tổng cộng là 6 hộp nha bạn nha. Ở ngoài đây thì mình thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con. Có nghĩa là trong đây sẽ có một con xích địch nữa. Mà không biết mình trúng được xích địch không ta. Đấy, thì cái hộp đó đây để mình lấy thử một hộp cho bạn coi. Dài khiếp cái gì? Dài thiệt nha. Trời ơi, chai nước rồi. Trời ơi, nó giống như cái chai nước đó bạn. Trời ơi, nó dài dữ. Bình thường cái hộp nó ngắn lắm đúng không? Đúng rồi, có xíu à. Rồi, ok, bây giờ thì mỗi người chọn một hộp đi. Tôi thích quay video này là nhờ những cái khoảnh khắc như vậy nè. Cai nói với mình á là bạn không cần tặng mình cũng được, cho mình quay chung là được rồi. Cai muốn mở mình, mà bạn có chắc là bạn tặng mình không? Chứ không là bạn dừng video xong bạn bảo là Cai trả lại cho mình đi, cái này mắc lắm. Ráng nguyên dặn thôi. Cho mà. Lần trước bạn tặng mình mà đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình tặng lại bạn. Lần trước mình tặng Phong con mèo thần tài đó. Đúng rồi, bạn tặng mình cái sao mỗi người con thôi mà. Đi. Nhưng mà bạn tặng mình con mắt lé. Không, tại cái đó nguyện vọng của cậu mà. Vậy tí nữa ra con nào mắt lé mình cho cay. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ mở trước nha các bạn. Ok, dâu mở không? Dâu mở ha. Cho dâu hộp. Trời ơi, thích quá chú. Dâu hộp. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên sẽ là Phong cận TV. Cắt mình kéo cắt không? Này cắt mình. Thôi, có cái đùi. Xé được nha. Học xỉn nha. Xé được. Wow. Không thấy thở đâu, nhìn thẻ. Không nhìn thẻ. Rồi, dưới một nước. Ủa mà cái nguyện vọng của cậu là con gì vậy? Nguyện vọng của tớ hả? Nguyện vọng của tớ là xích địch. Xích địch. Hả? Là xích địch luôn hả? Đúng rồi. Đó là con này nè. Còn ví dụ nhưng mà nó không ra xích địch thì mình muốn lấy con nào mình lấy, tại của mình mà. Ok, rồi mở nha.
ơi, gỡ mở mà xúc xúc luôn cái vòng tay luôn. Những người mình bầu. Gì? Cái pháo. Trời ơi, cảm ơn mình đi cay đó. Mắc gì? Ô, đẹp quá. Ủa khoan, từ hình như là nó không có kiểu mắt ướt hay là mắt gì đâu, nó chỉ có một mắt thôi. Đẹp quá vậy. Ôi dễ thương nha, con này là ác quỷ nha bạn. Ủa con của Sim là thiên thần luôn á, hợp lý luôn á. Má, đây thiên thần em. Cái gì? Em cho xem xin cái tóc thẻ bài coi, thẻ nè, ui cái thẻ. Đây, mấy đẹp quá vậy, cái thẻ đẹp quá nè. Cậu ơi, cậu hứa với tớ là cậu không giành lại nhé. Tớ không lấy này đâu. Đẹp quá, cái thẻ xong cái thẻ luôn. Trời ơi, tuyệt vời quý vị ơi. Trời ơi, đẹp quá. Rồi xong rồi. Rồi tới lượt ai, nè. Thôi, đợi chỗ đi. Đây, tôi cầu nguyện là nó sẽ ra một là con thiên thần cũng được, ác quỷ và thiên thần. Trời ơi, nhiều thùng quá bạn nè, khoe cho bạn coi nè, trời ơi, nhiều quá. Đi nè, quá trời quá đất luôn nè, thấy không? Trời ơi. Rớt, con nào ơi, trời ơi. Rồi, cái con tôi nguyện vọng đó chính là con đây, con cáo nè, con cáo nhìn dễ thương nè, hoặc là con thiên thần. Thiên thần là ác quỷ. Thiên thần là ác quỷ. Thiên thần, đó. Rồi. Tại vì thiên thần nó dễ thương. Ủa cái này xé đã nha. Cái này xé nó phê. Cái ba là môn học hỏi vậy. Cái ba không có xé được đây từ. Thiên thần nha, thiên thần có cái. Thiên thần ra cái gì đây? Thiên thần. Ra con thằng lằn. Ai cho mẹ lằn con. Thiên thần nha từ. Không nhìn, không nhìn. Kéo này. Thôi đây, thiên thần. Gì đây, cái gì đây? Thiên thần. Sao hai con đầu này chậm chí quá. Trời ơi, cái ác quỷ thiên thần xuất hiện đâu. Đã thiệt. Đâu ác quỷ cái đâu rồi. Đây, ngay của tôi đấy bạn à. Ê, trời ơi, đẹp đấy, cái thẻ đâu, chắc kẹt đâu, Trời ơi, thẻ đẹp nha, thẻ đẹp xỉu luôn. Ê, mình đây. Tặng mấy bạn hai con đẹp quá vậy, tí nữa hai bạn có tặng lại mình không? Có chứ. Có. Suy nghĩ gì nữa vậy? Để coi. Đó, đẹp quá bạn, 10 điểm, không có dừng. Thôi ơi, bây giờ tới mình được không? Tới cậu đi. Tớ thích cái cảm giác mà kiểu xé lắm rồi. Ngồi giữa đi. Đây. Cậu bỏ cái hộp này xuống dưới luôn đi. Đây. Bây giờ cũng ra nguyện vọng của mình rồi. Nên là mình cũng gọi là mở ra để ra con gì cũng được đó. Ra con gì cũng được, mở Simi ra. Simi đi, Simi thích con để, này. Để tớ mở ra con xích gạch cho cậu. Được, ra con xích gạch cho tớ. Tay hên nè, xích gạch là con tay hên ra xích gạch nè. Cậu nhìn mấy con baby tea nhà tớ, con nào cũng mắc nước, mắc rưng hết. Đúng rồi, con nào cũng xịn đó bạn. Đây, mình thử bóc đại con cho bạn coi nè. Nhắm mắt nha, bóc đại con nè. Đó, trời mắt ướt luôn. Ui, con này mắc hiếm nha bạn. Lại nha bạn, lần này là bóc chúng mắt ướt nè. Nè, mắt ướt nè, chắc luôn nè. Cái men. Ok, thôi dẹp con đi các bạn, dẹp đi. Rồi, dẹp đi. Quá, dễ sợ rồi. Rồi, xếp rồi. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Kê Dũng xếp đặt rồi. Xếp đặt đâu? Màu xanh dương là xếp đặt nha. Không, tùy. Ôi, con này dễ thương quá vậy. Con đâm đớp. Con này là con âm. Bị lỗi kìa ba. Bị lỗi gì vậy? Ê, rớt lòng nha, tôi thấy nó. Các bạn cái cảnh này nó rất bi quá mày. Từ. Để mình cho mày coi lại cảnh gì rồi như thế này nè bạn. Ê bạn, nó ghê quá mày. Ủa nhưng mà sao con này là hình như là, ơi cho em hỏi là hình như là nhà sản xuất chưa gắn vô đúng không? Gắn vô ấy. Đây nè quý vị, đây là cái thẻ đó quý vị. Ê bạn không biết cái cảnh nãy là nó đáng sợ thế nào. Nó rất bi thật sự. Ê nhưng con này gắn sao trời. Gắn vô nè vô. Ôi thế sợ quá vậy. Ê mà đây là lần đầu tiên mình mở ra mà nó bị rớt cái mặt vô luôn á. Con này là con bị lỗi bạn ơi, rớt cái mặt luôn rồi trời. Ê hay đổi bạn lấy cái này đi. Rồi. Quá. Rồi. Rồi thôi rồi. Đây là con năm. Vậy mà hồi nãy có người bảo là tay mình hên lắm, mở được xích kịch cho bạn. Thì đúng rồi. Mà mở không ra xích kịch mà còn ra con bị lỗi. Nhưng mà sao giờ cậu có giờ thấy trường hợp gì không? Con này hiếm cho bạn bị lỗi là hiếm. Không bị lỗi. Rồi xin đi. Ghê quá. Chào các bạn. Để ngồi tôi phẫu thuật thẩm mỹ cho đó nè. Bây giờ Sim sẽ mở nha. Ước nguyện của mình là con xanh này nha mọi người. Ok. Cảnh này gớm. Đây. Tự nhiên nó mới gớm cái mặt kia. Rồi. Gớm nhạc cái gì vô rồi.
Xích rịch đi Sim ơi, xích rịch đi. Thôi không có xích rịch đâu. Xích rịch cho mình mà, nãy ra cho bạn rồi. Xà lè, xà lè. Đâu chưa. Đúng rồi. Và xà lè. Ô, gạo. Ô, ô. Ôi, tôi có dễ thương quá vậy. Đây là quyền chồng của chị nè. Cáo, chị em kiếm hàng. Kiếm hàng hoặc là con cáo. Mà con cáo, đúng rồi, con này là nãy Sam bảo là nguyên giọng của Sam nè. Đây, ngược không, tôi thiên thần rồi, tôi đổi rồi. Đổi rồi, rồi, vậy là Sim và dính con cáo rồi. Rồi, con này nó... Nó bình thường. Bình thường. Con cáo đi. Con này nó bình thường quá tòa. Tôi, tự nhiên tôi thấy con ông dễ thương á. Con ông dễ thương. Con dễ thương à. Ghép cái mặt vô dễ thương nha. Đúng rồi, chứ hồi nãy nó xúc cái mặt thì mấy cái ghê nha các bạn. Trời ơi, còn hai hộp bao nhiêu nữa. Bây giờ còn hộp tiếp theo là hộp của dâu. Hộp của dâu. Dâu hả? Lâu rồi. Còn hai hộp bên bên kia kìa. Hộp của dâu, hộp của dâu nè. Dâu ra xếp ra thì cười nè. Rồi bây giờ là hộp của dâu nha các bạn nha. Dâu, dâu đâu, dâu đâu. Ôi đây. Cây, cây đóng vai là cánh tay của dâu nha. Dâu. 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 Rồi, ok. Rồi bây giờ bé dâu mở. Hiểu được hả? Giống đèn đi mai quá. Để công nhân bất công. Không, để bây giờ đi coi tay tay dâu có hơn không nha. Rồi, dâu dâu sao nè. Yểm bùa, yểm bùa, dâu yểm bùa nha, dâu yểm bùa nha. Cái này là mình giúp dâu thôi nha, chứ còn cái này của dâu nha. Rồi, ok, dâu đừng quay đít nè, xui dâu. Đừng quay đít vô, dâu xui, xui, xui. Rồi, xé lên. Rồi, mở ra. Rồi, rồi, dâu, dâu. Ơi, mình thấy cái ánh xanh xanh. Mình thấy ánh xanh xanh đúng không? Cái gì vậy? Không, chưa biết nha. Tôi muốn thử không? Tôi muốn thử. Không, đừng nhìn. Mình không nhìn, mình làm gì không? Đúng rồi. Xanh mà. Xanh xinh mê đúng không? Trời ơi. Cái thủ nè. Cái thủ nè. Cái thủ nè. Tự nhiên không nói không tặng cho Sim cái cây, tự nhiên không thấy hối hận quá à. Tại nó đẹp quá bạn, tại nó đẹp quá bạn. Ê, nó có cái ngôi sao giữa hay nha. Thôi hộp cuối cùng đưa tôi đi. Rồi. Thật ra là trong cái bóp này là có 7 con. Ừ. Thì đây là 50-50, có thể còn sẽ trúng xích vịt. Có thể là xích vịt. Xích vịt hoặc là con này, con này. Con màu tím, con này. Con nai vàng nữa nghe. Xấu, con nai xấu lắm luôn. Nai xấu thì thôi luôn á. Nên là cái này là tỷ lệ 50-50 á. 50-50 nha, 50-50. Thôi bây giờ nè. Bây giờ chúng ta chơi này, chúng ta cùng nhau nhắm mắt. Chỉ có khán giả xem mới biết thôi, đến khi chúng ta đến là hai một mở mắt ra. Đây rồi, giơ xem. Không lẽ nguyên cái video của Phong Cận mà không ra được nguyện vọng Phong Cận. Đúng rồi. Con cai đi, rồi con tôi nè. Con số gì ra, nhắm mắt lại, nhắm mắt. Con số gì ra, cơ ra mà con mây gì ra. Mọi người tôi hát ngát rồi mọi người. Sao vậy? Tôi cầm trúng cái đài của tôi. Tôi cầm trúng cái súng đó rồi. Dễ thương. Màu hồng này hợp với Sam nè. Ê đẹp nha, ê nhìn như bà ngoại vậy đó, bà ngoại Granny nè. Ê đẹp nha. Ê, mà cũng đẹp mà các bạn nè. Đẹp. Dễ thương mà. Đẹp. Màu hồng luôn, bạn có bông hoa hồng ở giữa đó bạn không? Ừ. Ơ tiếng này cũng dễ thương trên hình nhưng thấy xấu thôi. Cái con này nó làm mình nhớ tới gọi là bà ngoại trong gọi là cô bé. Cô bé mặt khăn đỏ à? Ờ đúng rồi. Đó. Thật sự là mình hơi buồn bởi vì mình không trúng được xích rịch mấy bạn à. Nguyện vọng của ba đứa mình đều ra. Yeah. Nguyện vọng của clip cũng ra, trời ơi. Nguyện vọng của mọi người đều ra nhưng mà nguyện vọng tôi lại không ra. Mọi người thấy con xanh này đẹp quá. Cậu điểm danh lại đi cậu ơi. Thôi cậu giữ đi. Giờ điểm danh từng con đi Phong. Điểm danh đi. Rồi. Đây chính là tổng tất cả những em bé mà mình đã có được, cho mấy em bé đứng dậy đi sẽ cho rồi, làm gì. Rồi, ông giới thiệu tên đó luôn đi. Rồi, đầu tiên em bé Lắc Binh là vi trong BTS. Dễ thương rồi. Này là ơi mọi người, con cáo này mình nên đặt tên là gì vậy ta? Con cáo này giống dâu, ăn dâu nè, ăn dâu cũng giống cáo thôi. Mình nói này là con đậu đi. Ta hở màu cam. Đậu rồi. Bé mưa. Ở sao gọi là bé dâu đi, bé dâu màu này mà. Bé dưa màu này. Trời ơi con đẹp điên. Này của tôi nha mọi người. Ê con này tôi đẹp nhất luôn á, thật sự luôn, ngắt quỷ la đẹp kinh xì luôn. Đừng có áo không mình, tặng bạn con đẹp quá à. Tí nữa bạn inbox bạn tặng mình lại con nào đi. Mình cho bạn hết luôn. Vậy hả? Mấy bạn ơi, tí nữa bạn coi video ok để biết cái tặng mình con gì nha. Rồi. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay thì mình đã cùng với mọi người, bọn mình đã cùng nhau inbox thì thực sự là hơi buồn bởi vì là mình không có được nguyện vọng của mình.
Nhưng mà không sao. Rồi nói chung là hôm nay thì Sam đã được một em bé về nhà là em bé thiên thần. Sim là em bé thủy thủ. Bé ác quỷ. Cai là em bé ác quỷ. Tôi thì chắc con này tí nữa tôi để tôi trang trí cho con đậu. Còn con này thì chắc là tôi để dành con này hay cũng bà ngoại bà ngoại nè, để bà ngoại nhắc tôi ăn cơm hàng ngày. Ok rồi, có bé thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, thì nếu như bạn nào muốn mình inbox tập tiếp theo là cái này. Cái này là gì đây đậu á? Tập tiếp theo nè thì mình sẽ inbox một cái hộp, thì đậu cái hộp luxury. Này đậu luxury các bạn. Wow. Đậu thời trang đó, đậu thời trang của đậu đó. Ok rồi, để mình xem có cái hộp sẽ có gì trong tập sau nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu bạn nào thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh. Và cũng đừng quên hãy có bên kênh của Sammy, Simmy đăng ký ủng hộ cho mọi người nha. Coi gì đăng ký cho Carol nha bạn, mình đùa đấy. Bạn thân nhau rồi đúng không anh? Bro. Ôi, còn bây giờ thì bye bye.